tiếng chuông hiền diệu đưa về nhất tâm. Ba nghiệp lắng thanh tịnh gửi lòng theo tiếng chuông, nguyện người nghe tỉnh thức vượt thoát nẻo đau buồn. Nguyện tiếng chuông này vang pháp giới khắp nơi u tối, mọi loài nghe siêu nhiên vượt thoát vòng sinh tử, giác ngộ tâm từ một hướng về. Nguyện tiếng chuông này vang pháp giới xa xôi tâm tôi cũng đều nghe. Những ai lạc bước mau dừng lại, tỉnh giấc hôn mê thấy nẻo về. Nghe chuông phiền não tan mây khói, ý lặng thân an miệng mỉm cười. Hơi thả nương chuông về chánh niệm, vườn tâm hoa tuệ nở sinh tươi. Nghe tiếng chuông lòng nhẹ buông, tâm tĩnh lặng hết sầu thương. Tập buông thả thôi vẫn vương, lắng nghe thấu tận nguồn cơn, học nhìn lại hiểu và thương. Lắng lòng nghe lắng lòng nghe tiếng chuông huyền diệu đưa về nhật tâm. Lắng lòng nghe lắng
lòng nghe tiếng chuông huyền diệu đưa về nhật tâm. Lắng lòng nghe, lắng lòng nghe tiếng chuông huyền diệu đưa về nhật tâm. Chúng con xin thành kính tri ân trên Đại Đức Thích Tâm Triệu với phần sướng kệ tỉnh chuông vừa rồi. Xin cảm ơn toàn thể quý Phật tử đã dành những giây phút tĩnh lặng quý báu để góp phần cho buổi lễ được trang nghiêm thanh tịnh. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Vạn Cổ Hiếu Xưng Danh Tôn Giả Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát. Cung kính ngưỡng bái bạch chư Đại Đức Hiện Tiền Tăng Chứng Minh. Kính thưa toàn thể quý Phật tử, mùa thu về với Vu Lan, từ xa xưa vẫn rộn ràng đó đây. Ơn sâu nghĩa trọng cao dày, mẹ cha sinh dưỡng sánh tày biển non. Và cũng trong quãng thời gian này, tất cả chúng ta đều nhớ về một câu chuyện cảm động của Đức Mục Kiền Liên Tôn Giả đã trở thành duyên khởi cho ngày lễ Vu Lan đầy ý nghĩa. Ân đức song thân rọi nghìn tầm, kiếm tìm từ mẫu cõi xa xăm, nỗi niềm nuôi dưỡng bao năm tháng, phụ đức sinh thành biết mấy năm. Tất giả báo đền ân nghĩa nặng, tấm lòng mong nguyện thiếu tình thâm. Vì chăng Phật dạy Vu Lan hội, luôn để cho ai những khóc thầm. Chính vì nhân duyên đó mà hàng năm cứ mỗi độ thu sang, trời thu hiu hắt, gió thu dịu dàng, lá vàng lặng lẽ nhẹ rơi, khơi dậy trong tâm tư mỗi người nỗi nhớ niềm thương đến những bậc sinh thành dưỡng dục. Tiết trời thu khiến cho lòng người bâng khuâng u hoài, cảm nhớ mùa Vu Lan báo hiếu, mùa mà chúng ta dành tất cả tấm lòng lên hai đấng song thân là cha và mẹ, thiêng liêng và cao quý. Mẹ cha là biển là trời, hy sinh tất cả một đời vì con, sông dù cạn đá dù mòn, tấm lòng cha mẹ vẫn còn mênh mông. Thật đúng như vậy, ai trong mỗi chúng ta hiện hữu trên cuộc đời này cũng đều có cha, có mẹ. Hơn thế nữa, nói đến cha mẹ là phải nói đến sự hy sinh cao quý cho các con cả cuộc đời, cả tâm hồn lẫn thể xác. Phận làm con, dù cho có đi trọn kiếp người, cam chịu trăm cây nghìn đắng cũng không thể nào đền đáp được. Nhận thức được ý nghĩa sâu sắc ấy, hàng Phật tử chúng con câu hội về đây dưới mái chùa Hoằng Pháp, kính nguyện hai đấng sinh thành gìn giữ ba nghiệp tịnh thanh, lắng nghe lời giáo huấn của tôn sư, đem chính pháp chuyển hóa tự thân, sống có ích cho tha nhân, chính là nghĩa cử hiếu đạo mà chúng con đền trả phần nào công ơn to lớn của cha mẹ, của tổ thầy. Trên tinh thần cao cả ấy, hôm nay ngày 15 tháng 7 âm lịch năm Quý Mão, chùa Hoằng Pháp trang nghiêm long trọng tổ chức đại lễ Vu Lan báo hiếu để những người làm con có dịp dâng trọn tấm lòng hiếu kính lên cha mẹ hiện tiền, cũng như thất thế cha mẹ và dâng nén tâm hương lên những bậc cha mẹ không còn tại thế.
nguyện cầu cho tất cả đều được hưởng phúc lành trong mùa Vu Lan báo hiếu. Đó cũng chính là lý do của ngày đại lễ hôm nay. Đến tham dự, chứng dự cho buổi lễ Vu Lan sáng hôm nay, chúng con xin được thành kính giới thiệu Đại Đức Thích Tâm Trường, trụ trì chùa Hoàng Pháp, trưởng ban tổ chức đại lễ sáng hôm nay. Và Chư Tăng chùa Hoàng Pháp, chúng con xin được thành kính giới thiệu chung. Với sự hiện diện góp mặt đông đảo của toàn thể quý Phật tử gần xa cũng đã bỏ chút thời gian đến tham dự cho buổi lễ Vu Lan báo hiếu Phật lịch 2567, dương lịch 2023. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Chư Tôn Thiện Đức chứng minh, kính thưa toàn thể quý Phật tử, mẹ, cha, hai tiếng gọi thân thương sâu lạ đã đi vào đời con từ thuở nằm nôi. Từ lúc bập bẹ cất tiếng gọi đầu tiên trong cuộc đời, con khôn lớn, trưởng thành nên danh phận, đó là nhờ vào công đức của mẹ cha. Có cha, có mẹ, con như được nâng đỡ, chở che rất nhiều, được hãnh diện với đời. Vậy mà có những lúc con khờ dại chạy tìm hư ảo, bỏ mẹ cha khắc khoải đợi chờ, quên nhà xưa khói bếp lăm chiều, canh rau đắng quên chùm khế ngọt. Để bây giờ nơi xa xôi lặng lẽ một mình, con lại muốn chạy về ôm chân mẹ, nghiêng đầu vào vai cha để giọt nước mắt muộn màng tuôn chảy, để tìm lại hơi ấm của song thân lúc chiều tà xế bóng, để đồng cảm sẻ chia những hạnh phúc ngọt ngào của những ai còn cha còn mẹ, và cảm thông cho những ai đã vắng bóng mẹ cha. Tiếp theo chương trình là phần diễn đọc ý nghĩa cài hoa hồng. Xin trân trọng kính mời biên tập viên MC Mỹ Duyên diễn đọc ý nghĩa cài hoa hồng. Xin trân trọng kính mời. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát. Kính bạch Chư Tôn Thiền Đức chứng minh. Kính thưa toàn thể quý Phật tử. Có lẽ đi suốt một đời, ta mới nhận ra vầng hào quang lớn nhất được tỏa ra không phải bất kỳ sự danh vọng nào, cũng càng không phải bất cứ sự nổi tiếng nào, mà nó chính là khi chúng ta chập chững bước những bài học đầu tiên ở trường tiểu học. Hào quang đó là thứ hào quang của tri thức mà không ai khác. Cha mẹ chính là hai người thầy đầu tiên và suốt đời. Cha mẹ, người thầy đầu tiên dạy ta nói chữ yêu thương, chữ cha, chữ mẹ, dạy ta các kỹ năng dùng đũa, dùng thìa ăn cơm, quét nhà, đạp xe. Cha mẹ là người để ta mãi ghi nhớ câu cù lao chính chữ ghi lòng con ơi. Xưa có câu cây có cội, nước có nguồn, mọi kết quả đều được sinh ra từ nguyên nhân ban đầu của nó. Các con được khôn lớn bằng dòng sữa mẹ. Tình thương thiêng liêng của mẹ đã chuyển hóa dòng máu đỏ của mình thành dòng máu trắng,
gọi là sữa, để xoa dịu những cơn đói lòng của con trẻ. Mỗi một đứa trẻ trong những năm đầu đời đều đem những lời dạy bảo của cha mẹ để áp dụng vào cuộc sống. Người con được sinh ra trong đời bắt đầu khi còn tấm bé, đã được cha mẹ dạy cho cách ăn, cách uống, tập cho con đi từng bước, những bước chập chững đầu tiên, luyện cho con nói tiếng bập bẹ, tiếng mẹ, tiếng cha. Khi con thơ mở miệng nói được tiếng nói đầu tiên, hoặc là tự bước đi được trên những bước chân đầu tiên, lòng cha mẹ mừng vui muốn khóc. Nhưng mà đôi khi với tình yêu con cái hết lòng, dù cha mẹ bao bọc con cái quá mức, khiến cho người con nhiều khi sợ hãi, không dám làm gì. Làm gì cũng sợ thất bại, làm gì cũng sợ điều này trái với điều cha mẹ căn dặn. Nếu trót lỡ làm rồi thì lại suy nghĩ liệu rằng làm như thế có khiến cha mẹ xấu hổ với hàng xóm hay không. Rồi lớn lên một chút, ta mới biết rằng vinh quang không phải là sự hơn thua thành bại, không phải là ở một đỉnh núi cao nhất nhìn xuống thiên hạ tại thế, mà vinh quang của chúng ta chính là khi mà ta bắt đầu bước một bước xa hơn từ ngưỡng cửa của kỳ thi đại học lớn nhất của đời người. Ta nhìn về xã hội, ta nhìn về thế giới, ta biết thầm cảm ơn cha, cảm ơn mẹ, vì 18 năm qua chưa một lần nào bỏ rơi ta, để ta tiếp tục đi trọn một chữ người trong hành trình chinh phục một chữ đời. Và rồi khi chúng ta đứng ở một vị trí mà mình cảm thấy tạm hài lòng, ta chinh phục những núi non hùng vĩ, ta chinh phục những biển rộng mênh mông, ta sẽ nhận ra kỳ quan vĩ đại nhất không phải là nơi mà mẹ thiên nhiên trao tặng, mà đó là trái tim yêu thương của mẹ chúng mình, là tấm lòng bao dung vô bờ của cha. Kính thưa cha, chúng con là những đứa trẻ may mắn khi được lớn lên trong ánh hào quang của cha. Và kỳ quan từ trái tim của mẹ để con được vinh quang bước vào đời bằng
một niềm kiêu hãnh mới. Từ những ngày con còn thơ bé, ánh sáng của cha đã soi đường đi cho con từng bước một để con trở thành một người tốt. Con biết cộng trừ nhân chia, con biết làm những bài toán khó, biết đánh vần những chữ cái đầu tiên. Cha ơi, ngày đầu đến trường con chưa có quen dậy sớm. Trên tấm lưng nhỏ nhắn của cha mà con cứ ngỡ rằng chiếc giường ở nhà. Cha đã bế con suốt một hành trình xa. Con đã nghĩ rằng cả thế giới đang đỡ mình ở phía trước. Trên con đường dài ấy, con không biết đã bao lần cha tìm cách để con tỉnh ngủ, nhưng mà bất lực. Đứa con này chưa đủ lớn để biết đi học là gì. Khi con đến trường, con gặp bạn bè được nhiều hơn. Nhưng mà cứ mỗi khi thấy cha vội đi thì con lại khóc. Mà nghĩ lại, đứa con này mít ướt quá cha ơi. Ngày đầu con đến trường, con cũng khóc. Rồi ngày đầu bước vào đời, năm 22 tuổi, con cũng khóc. Đó là ngày mà con tốt nghiệp đại học. Con và cha cùng đứng cạnh nhau trong một khung hình. Cha đỡ tay con từng bước đến giảng đường. Con ôm cha khóc bởi vì sự sung sướng của tuổi trưởng thành. Nhưng mà có lẽ ở trong mắt cha, con vẫn còn là một đứa trẻ. Vậy mà cha ơi, tại sao mà có những lúc con vẫn luôn trách cha? Vì sao mà cha luôn nghiêm khắc với con như vậy? Để đến tận bây giờ, dù có thể nói tất cả mọi thứ với cha, kể cả những giận dỗi bất chợt, nhưng mà con vẫn chưa thể nói được ba chữ: cảm ơn cha. Kính lạy mẹ. Từ lúc còn nằm nôi, mẹ hãy kể cho con nghe về bà tiên trong cổ tích. Bà tiên giúp đỡ mọi người, ban cho con tiếng khóc nụ cười. Nhưng mà mẹ không kể cho con nghe, có một bà tiên luôn biến mọi ước mơ của con trở thành hiện thực. Đó là mẹ. Rồi khi mà con lớn lên, mẹ luôn dạy con phải biết yêu thương mọi người, phải biết nhẹ nhàng giúp đỡ khi có ai đó gặp khó khăn. Nhưng mà mẹ không dạy con cách phải yêu thương mẹ, phải nhẹ nhàng với mẹ và giúp đỡ mẹ khi mà mẹ cũng đang vất vả lắm trong cuộc sống. Những đứa con như chúng con vô tư quá, dẫn đến vô tâm
Có đôi lần con thấy mẹ rơi nước mắt, mà con cứ nghĩ đó là mồ hôi mẹ ướt. Những cực nhọc trong đời mẹ, mẹ bảo là mình ổn. Nhưng mà mẹ ơi, đứa con hư này cứ nghĩ là chữ ổn đó mẹ nói thật. Nên đôi lần con đánh mất đi những kỷ niệm vô giá. Kính thưa quý Phật tử, cha mẹ cho chúng ta cuộc đời. Nhiệm vụ của chúng ta là phải biến cuộc đời của mình trở nên ý nghĩa. Và ngày Vu Lan báo hiếu hàng năm là ngày để những người con dù muôn xa vạn dặm cũng quay về cúi đầu quỳ lạy mẹ cha với những mong muốn được báo đáp vẹn toàn chữ hiếu. Hoa hồng đỏ xin dành tặng cho những ai còn cha, còn mẹ, còn trong sự chăm sóc và nâng niu mỗi ngày, còn thời gian để yêu thương và hành động. Hoa màu hồng trong sáng, màu hồng ngọt ngào, màu hồng cho những cơ hội, màu hồng nhớ, màu hồng đã gọi trọn vấn vương. Xin bạn hãy gác lại những bộn bề của cuộc sống, hãy gác lại những âu lo trong công việc, quay trở về mái ấm, nơi đó có kỷ niệm tuổi thơ, có cha hoặc có cả mẹ của bạn đang ngày đêm chờ đợi chúng ta trở về. Cơm nhà đã có sẵn và chờ con nâng bát. Và nếu chẳng may bất hạnh bởi vì hai đấng sinh thành đã rời xa ta mãi mãi, xin hãy lặng lẽ cài lên ngực áo của mình đóa hoa buồn trên trắng. Bạn hãy cài hoa và hướng nguyện về cha mình, mẹ mình với những gì cao cả và thiêng liêng nhất bạn nhé. Nam mô vạn cổ hiếu, xưng danh tôn giả Mục Kiền Liên Bồ Tát Ma Ha Tát Tác Đại Chứng Minh. Xin chân thành cảm ơn MC biên tập viên Mỹ Duyên với phần diễn đọc ý nghĩa cài hoa hồng vừa rồi. Kính bạch trên chư tôn thiền đức chứng minh, kính thưa toàn thể quý Phật tử, mẹ sinh cha dưỡng cù lao, núi cao biển rộng biết sao đo lường, từ bi thầy tỏ chỉ đường, giới thân trọn vẹn chân thường đạo nguyên. Thật vậy, chúng con kính nghe, mùa Vu Lan là mùa hiếu hạnh, cũng là mùa khánh tuế đức tôn sư. Vì thế, trong giờ phút trang nghiêm long trọng, thoảng hương giới đức, chúng con xin thành kính cung thỉnh chư tôn thiền đức chứng minh cùng toàn thể đạo tràng đồng khởi thân, chắp tay trang nghiêm, lắng động tâm tư thật thành kính, dành một phút mặc niệm để tưởng nhớ về thâm ân to lớn của Phật, Pháp, Tăng, công ơn giáo dưỡng muôn một của thầy tổ bổn sư, những người đã dâng trọn cuộc đời mình cho sự tồn vong phát triển của Phật Pháp.
lại để tưởng nhớ đến công ơn sinh thành dưỡng dục cao cả của cha, của mẹ. Bên cạnh đó, chúng ta cũng tưởng nhớ đến thâm ân to lớn của chư vị thánh tử đạo, liệt vị tiền bối có công với đất nước quê hương, chư anh linh chiến sĩ trận vong, đồng bào tử nạn, chân linh cửu huyền thất tổ, cha mẹ quá cố nhiều kiếp nhiều đời. Tất cả ân đức đó xin nguyện khắc ghi, xin nguyện đáp đền, cuối mong đức từ bi minh chứng. Phúc mặc niệm bắt đầu. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn đức, hôm nay là ngày 15 tháng 7 năm Quý Mão, hàng Phật tử chúng con có duyên sự xin đầu thành đảnh lễ tác bạch. Nam mô A Di Đà Phật. Kính bạch chư tôn đức, hiểu rằng chúng con có được thân này là nhờ ở ơn sinh thành dưỡng nuôi của cha mẹ. Cha đã cho chúng con nghị lực, niềm tin và sức mạnh để đi vào cuộc sống. Người đã phải vất vả vật lộn với cuộc đời để lo lắng tất cả cho chúng con. Cha là bóng cả thiêng liêng, tỏa mát và che chở chúng con, là tường thành vững chắc, giúp chúng con tránh xa được những cạm bẫy chông gai trên đường đời vạn nẻo. Mẹ sinh chúng con trong khổ cực, 3 năm cho bú mớm, 10 tháng cuông mang, đắng cay luôn chịu, ngon ngọt lại nhường khi chúng con đau bệnh, người thức trắng đêm lo âu, thấp thỏm, đi đứng bồn chồn. Ngày chúng con lớn khôn, cha mẹ lại cho chúng con công danh, chức phận, sự nghiệp, gia phong. Và mai này, chúng con dù có an vui trong hạnh phúc hay lưu lạc nơi phương trời, cha mẹ vẫn như xưa, ngày đêm lo lắng, dõi mắt trông về từng bước chúng con đi. Có mẹ, có cha, chúng con cảm thấy ngày tháng mãi tươi xanh, nắng mai như mãi nhuộm hồng trên đôi má. Sung sướng ấy ngôn từ không thể tả, hạnh phúc kia chỉ lấy nước mắt để thay lời. Nhưng hơn thế, chúng con còn đủ duyên lành được về đây nương dựa vào Tam Bảo, học tịnh xá từ quý thầy đã tạo dựng hải đảo vững chắc cho tự thân. Quý thầy là ruộng phước phì nhiêu để chúng con gieo trồng nhân lành cho mai hậu, là ngọn đèn trí tuệ rạng ngời cho chúng con tiến bước giữa đêm đen. Quý thầy như chiếc thuyền từ chuyên chở chúng con qua bến bờ bên kia, là điểm tựa bình yên cho chúng con về nương giữa kiếp phù sinh mong manh tạm bợ. Ơn sinh thành nậm thâm của cha mẹ, ơn tế độ cao cả của quý thầy, những lời lẽ tầm thường và phiến diện này, chúng con không làm sao chuyển dâng hết niềm tri ân sâu xa tột độ. Chỉ biết vâng theo lời Phật dạy, chúng con thiết lễ vu lan, sắm sanh phẩm vật y phục cúng dường, phẩm vật tuy nhỏ nhoi nhưng lòng thành lại lớn, ngưỡng dâng lên quý ngài để nương nhờ vào ai đức chú nguyện, mong cho cha mẹ chúng con hiện tiền được tăng long phước thọ, cha mẹ đã quá vãng được siêu sinh. Kính nguyện quý ngài pháp thể khinh an, tuệ đăng thường chiếu, luôn là bậc thầy mô phạm để chỉ dẫn chúng con trên đường tìm về giác ngộ, mở ra lối sáng an vui giải thoát cho đời. Nam mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cung kính gửi mấy bạch Hòa Thượng Đạo Trưởng Tổ Đình Hoằng Pháp Chứng Minh. Kính bạch chư Tôn Đức Tăng hiện diện chứng minh. Kính thưa quý Phật tử, hôm nay là ngày 30 tháng 8 năm 2023, nhằm ngày 15 tháng 7 năm Quý Mão. Quý Phật tử và gia quyến đã sắp xếp thời gian quý báu của mình trở về chùa tham dự đại lễ Vu Lan Phật lịch 2567, dương lịch 2023, để chúng ta cùng ôn lại đạo lý uống nước nhớ nguồn, cũng như chúng ta thành kính
dâng lên tam bảo, phẩm vật, y phục để hồi hướng phước báu cho cha mẹ hiện tiền cũng như cho ông bà cha mẹ không may quá vãng. Kính thưa quý vị, lễ Vu Lan là lễ hội mang đậm tính nhân văn tình người. Lễ Vu Lan xuất phát từ thời Đức Phật nhằm để giáo dục cho tất cả những ai là những người con phải biết tinh thần tri ân và báo ơn, nhằm tạo ra nền tảng đạo đức căn bản làm người. Nếu như chúng ta đánh mất đi giá trị căn bản này thì cuộc sống của chúng ta sẽ bất ổn, về mối quan hệ của chúng ta sẽ dễ tàn lụi. Cho nên hai từ cha và mẹ là hai từ hết sức là thiêng liêng, không có ngôn từ nào có thể diễn tả được. Nếu như ai là những người đã từng nhận thức, đã từng trải nghiệm, đã từng thấy được công lao mà cha và mẹ đã dành cho mình, ngoại trừ những trường hợp các em nhỏ không nhận thức được, khi còn ở trong bụng thì cũng không biết được, và mới vài tuổi cũng không biết được công lao của cha mẹ như thế nào, không thấy được nghề nghiệp cha mẹ như thế nào, và không thấy được cái nguồn thu nhập mà vất vả cha mẹ đã kiếm được như thế nào. Cho nên không trân trọng, không có tấm lòng tri ân đối với những người đã từng trải nghiệm, đã thấy được cái nỗi vất vả, thì chúng ta sẽ dễ xúc động hơn, chúng ta sẽ dễ đi vào lòng người của mình. Tự nhiên chúng ta thiết lập cho mình có được một sự tri ân đó. Hoặc là những người con mà kém phước, khi chào đời thì không biết cha mẹ mình ở đâu, thì những người này cũng không có biết làm sao để tri ân cha mẹ mình, phải không? Chúng ta không có thời gian để được cha mẹ chăm sóc thì làm sao nhớ nghĩ đến cái tấm lòng, cái công lao mà cha mẹ đã dành cho mình. Những người này hết sức là bất hạnh, nhưng không sao. Nếu như chúng ta suy nghĩ những điều tích cực hơn, là mình có được thân người đó là quý báu. Bởi vì khi chúng ta có được thân người, chúng ta có lý trí, là chúng ta sẽ là những người thiết lập được cuộc sống ý nghĩa hơn. Chúng ta có cơ hội để chuyển hóa từ phàm thành thánh, có cơ hội chuyển hóa từ những đau khổ thành an vui, hạnh phúc. Nếu như chúng ta không được làm người thì chúng ta đánh mất cơ hội này. Còn về phần mà cha mẹ không quan tâm đến mình vì hoàn cảnh, vì điều kiện, vì danh dự nào đó, mà chúng ta không thấy cha mẹ có mặt khi chúng ta chào đời, thì đó chính là lỗi của cha mẹ mình. Cho nên ngày lễ Vu Lan noi theo gương hiếu hạnh của tôn giả Đại Hiếu Mục Kiền Liên, vì tinh tấn tu hành nên sớm chứng được đạo quả, ngài mới dùng tuệ quán tìm mẹ khắp nơi và thấy được mẹ của mình ở nơi ngạ quỷ chịu cảnh đói khát, thì ngài mới cảm thấy xót thương. Với thần thông có được, ngài dâng cái bát cơm cho mẹ mình, mong muốn cho mẹ mình có được một bữa ăn đàng hoàng. Nhưng với cái tiền căn ác nghiệp mà lúc sinh thời bà đã gây tạo khá nhiều, không kính tin tam bảo, không tin nhân quả, cộng với cái lòng tham lam bọn sẻn, cho nên khi nhận được bát cơm tự nhiên hóa thành lửa. Ngài Mục Kiền Liên mặc dù có thần thông, ngài cảm thấy đau khổ vô cùng, không biết làm cách nào mà tại sao không thể giúp mẹ mình được. Ngài mới trở về bèn thưa với Đức Phật, thì Đức Phật chỉ dạy ngài Mục Kiền Liên rằng mặc dù ngài đã chứng được thần thông, nhưng chỉ một mình không thể nào cứu giúp mẹ mình được. Vào ngày rằm tháng 7 là ngày tự tứ, ngày chư tăng mãn hạ, với sự trau dồi trong 3 tháng an cư, thúc liễm thân tâm, trau dồi giới đức, tu tập miên mật như vậy, nhờ cái năng lực của chư tăng thì mới mong chuyển hóa được nghiệp lực của mẹ mình là bà Thanh Đề, thoát khỏi cõi ngạ quỷ và được sanh lên cõi trời. Và đúng vào ngày rằm tháng 7, ngài Mục Liên cũng làm theo những gì mà Đức Phật chỉ dạy,
cũng sắm sanh phẩm vật, thỉnh chư tăng đến trú nguyện, và nhờ vậy mẹ của ngài được sanh về cõi trời. Chính vì thế mà truyền thống những người con Phật noi theo gương hiếu hạnh của tôn giả Mục Kiền Liên để chúng ta thắp lên cái tinh thần tri ân và báo ân. Bởi vì chúng ta biết rằng ngoài việc Đức Phật là người chỉ dạy, nhưng chính ngài cũng là một mô điển trong việc báo hiếu cha mẹ mình. Ngài không dành thời gian nhiều để mà ở nhà chăm sóc cha của mình, nhưng với tinh thần chí hiếu, đại hiếu, ngài đã xuất gia và có lần trở về để thuyết pháp cho phụ vương của mình hiểu được nền tảng đạo lý căn bản để giúp cho ngài sớm nhận thức. Và sau khi phụ vương lâm bệnh đó, ngài cũng trở về một lần nữa để mà giúp cho phụ vương về chân lý vô thường, vô ngã. Và từ đó phụ vương cũng giác ngộ, giải thoát. Cái đến nữa là ngài sau khi chứng ngộ đó vài năm, ngài cũng lên cung trời Đao Lợi để thuyết pháp cho mẹ của mình với giáo lý về vi diệu pháp, về kinh Địa Tạng, và nhờ vậy mẹ ruột của mình được giải thoát. Nhờ vào sự tu tập nương về những lời mà Đức Phật chỉ dạy. Cái đến nữa là ngài đã có công cũng như là giúp đỡ được Di Mẫu Mahabhasabade được xuất gia, thành lập được ni đoàn thời đó. Với đại hiếu đó, Đức Phật đã trả được một phần nào về công ơn sinh thành dưỡng dục của cha và mẹ. Trong kinh Phân Biệt, Đức Phật cũng đã chỉ dạy: ta đã trải qua nhiều kiếp tu hành nhờ có công ơn của cha và mẹ. Cho nên trong kinh Báo Đáp Công Ơn Cha Mẹ, chúng ta có hữu duyên đã đọc thì chúng ta đã thấy rất rõ về công lao khó nhọc được diễn tả trong kinh Báo Đáp Công Ơn Cha Mẹ, cũng như 10 niệm ân của mẹ, 10 niệm ân của cha. Chúng ta cũng thấy người mẹ là người vất vả khó nhọc trong việc mang thai, trong việc sinh nở, trong việc hy sinh chăm sóc mình. Còn người cha có công trong việc tìm kế sinh nhai để lo, để hỗ trợ cho mẹ, để hỗ trợ cho con có được một cuộc sống đầy đủ, để ổn định về đời sống kinh tế. Mặc dù sự vất vả đó luôn làm cho người cha mỗi ngày thêm kiệt sức, nhưng với hy sinh cao cả, vì vợ, vì con mà cha làm tất cả. Nếu như mà chúng ta trải nghiệm làm cha làm mẹ đó, chúng ta mới thông cảm được. Còn nếu như chúng ta chưa từng làm cha làm mẹ, chúng ta dễ là những người xúc phạm, dễ là những người ứng xử thô tháo, dễ là những người bất hiếu, thậm chí chúng ta là những người có thể giết được cha mẹ mình luôn. Thời Đức Phật có vua A Xà Thế là một trong những con người bất hiếu, thôn tính, sớm lên ngôi vua, cấu kết với Đề Bà Đạt Đa. Khi vua cha biết được đó, tức là vua Tằng Bà Sa La biết được, ngài cũng có lòng từ, ngài cũng tha tội, sau đó giao cho cái ngai vàng. Vậy mà không biết ơn, còn lại nhốt cha mình, còn lại cấm cho mẹ mình thăm cha mình nữa, cấm cung dưỡng các vật thực, rồi sau này dùng những thủ đoạn để đoạt mạng cha của mình. Khi vua A Xà Thế có vợ đó, có con, thì mới hỏi người mẹ của mình là bà Vi Đề Hy, là trước đây phụ vương có thương con giống như con của con bây giờ hay không? Bởi vì khi đứa con mà của vua A Xà Thế chào đời, ngài cảm thấy vui khôn tả, cảm thấy cái niềm gì đó, cảm xúc lâng lâng trong người. Ngài mới hỏi mẹ của mình coi trước đây cái cảm xúc mà vua cha có dành cho con như vậy hay không. Thì mẹ mới kể rằng lúc mẹ mang thai đó, mẹ thèm máu, cho nên ba đã cắt cái da của mình để mà cho mẹ uống máu. Có những lúc con bệnh đó, vì một nhọt hành thân thể, cha của con phải nút mũ, phải ngậm vào tay vì sợ con khóc.
Cho nên khi nghe được tâm sự thật tình về tấm lòng mà người cha đã dành cho vua A Xà Thế trước đây, Ngài cảm thấy hối hận và la lớn lên để mở thả chói cho cha. Nhưng không may cha đã chết rồi. Nỗi ân hận này làm cho vua A Xà Thế phải kéo dài triền miên, đến khi gặp được Phật an ủi, động viên, cũng như Phật có lời chỉ dạy, và từ đó giúp được vua A Xà Thế có được cuộc sống bình ổn với việc tăng điều thiện, giảm điều ác, sống có đạo đức với dân chúng. Cho nên mình thấy khi vua A Xà Thế có con rồi, trải nghiệm được cái vị trí làm cha rồi, mới thấu hiểu được người cha mình trước đây. Cho nên quý vị nào mà chưa có gia đình đó, chúng ta phải cẩn trọng điều này. Chúng ta phải luôn lúc nào cũng thương cha mẹ của mình. Để làm gì? Để chúng ta mong đáp đền được phần nào công lao cha mẹ đã dành cho mình. Và đặc biệt khi chúng ta còn ở trong gia đình đó, thì chúng ta phải cố gắng mình báo đáp công ơn cha mẹ của mình nó dễ hơn khi chúng ta lập gia đình. Đúng không? Khi chúng ta rời xa gia đình, chúng ta sẽ bị lệ thuộc vợ hoặc chồng. Lúc mình còn ở trong gia đình đó, thì mình không bị ràng buộc, không bị chi phối bởi vợ hoặc chồng. Đôi khi có những người vợ, người chồng đó, có cái tâm hiếu đó, thì chúng ta sống với nhau, hai người đồng nhất với nhau về quan điểm đạo hiếu về cha mẹ ruột của mình, thì cái chuyện đó bình thường. Còn những người mà rể hoặc là dâu đó, có những thái độ ứng xử kỳ cục lắm, thậm chí là hỗn hào, thậm chí là làm cho người chồng, người vợ của mình buồn đau dữ lắm. Chỉ biết lo cho gia đình mình thôi, chứ còn lo cho gia đình cha mẹ ruột thì họ sợ bị tổn hao về tài sản, bị thiên lệch về tình cảm. Cho nên ai là những người còn may mắn có cha có mẹ mà còn ở bên chung gia đình với cha mẹ, thì chúng ta phải nên thể hiện bằng hành động cụ thể, chứ không phải bằng lời nói suông. Hành động cụ thể là như thế nào? Nếu như chúng ta là những người con chưa làm ra tiền, chúng ta phải nên vâng lời cha mẹ của mình, tôn kính cha mẹ của mình, và đặc biệt hơn là cố gắng chăm sóc sức khỏe của mình, đừng hủy hoại thân thể của mình. Nếu như chúng ta là những người mà sống ngày nào cũng làm niềm vui cho cha mẹ với những điều nêu trên đó, là ngày đó được xem như là ngày Vu Lan. Ngày nào chúng ta cũng phải nên thiết lập cho mình có được ngày Vu Lan, để mối quan hệ trong gia đình, để tình cảm cha mẹ của mình luôn dành cho mình cũng dành cho cha mẹ, tự nhiên không khí trong gia đình nó vui lắm. Chứ không phải Vu Lan là chỉ dành ngày tháng 7 không, mà Vu Lan đối với người Phật tử phải nên thiết lập mỗi ngày. Còn nếu như những người nào mà đã có được nghề nghiệp ổn định rồi, có được thu nhập, thì chúng ta phải nên phụng dưỡng cha mẹ của mình, đừng có nên tính. Có những người ngộ lắm, cha mẹ mình cho từ trước tới giờ không bao giờ tính. Muốn ăn cái gì cha mẹ cũng cho, muốn uống trà sữa cha mẹ cũng cho tiền đi mua trà sữa uống. Điện thoại nào mới ra, mẹ ơi cho con tiền để con mua điện thoại, để con học mới được, bây giờ công nghệ bây giờ hiện đại quá mẹ ơi, mẹ mua con cái điện thoại này chậm rì, chạy chậm quá con học không có thể nào theo đuổi bạn bè được. Cho nên mua điện thoại tối tân để cho con của mình bằng bạn bằng bè, cũng như phục vụ được cho cái nhu cầu học của con của mình. Còn khi chúng ta có tiền rồi, chúng ta phụng dưỡng cha mẹ rồi, chúng ta tính dữ lắm. Mới tháng trước đưa mẹ rồi, đưa mẹ 2 triệu rồi đó, còn đòi gì nữa. Chúng ta tính từng chút một, đúng không ạ? Cho nên cái tính này đó, quý vị phải nên suy nghĩ lại. Cha mẹ của mình cho mình vô điều kiện, còn mình cho mẹ mình thì mình tính từng đồng từng cắt, mình tính từng thời gian. Cho nên đó, quý vị làm sao chúng ta sống đừng làm cho cha mẹ mình buồn, đó chính là cái hiếu. Còn cái người nào mà sống mà có tiền bây giờ đem về cho cha mẹ mình, nhưng mà mình cũng không làm cho cha mẹ mình vui trọn vẹn, cái này cũng chưa thể hiện được cái chữ hiếu. Cho nên vì vậy quý vị phải cố gắng làm sao chúng ta sống đem đến niềm vui thiết thực cho cha mẹ mình. Có trường hợp của cái câu chuyện về một bà lão Phật tử
cũng lớn tuổi rồi, 80-90 tuổi rồi. Khi mà quý thầy đến thăm á, thì hỏi bà cái niềm vui cuối đời của bà là như thế nào. Có phải là bằng mỗi ngày bà lên cái chiếc võng này rồi bà cầm cái sợi chuỗi và niệm Phật sau khi ăn cơm không? Sau khi làm việc, sau khi nói chuyện với con cháu không? Bà lắc đầu. Bà nói niềm vui của con á là làm sao cho cái hàng đó nó biết Phật Pháp. Đứa con của bà đó là 70 tuổi rồi, nhưng mà sao quý vị? Sống ăn chơi, sống cờ bạc, rượu chè. Vì vậy mà con cái trong gia đình, vợ trong gia đình, mỗi người ly tán luôn, không dám ở trong nhà. Mỗi khi đi về gia đình đó, thì nhậu nhẹt, rồi la lối ôm sùm. Cho nên bà chỉ nó, niềm vui của con đó, cái thằng đó đó thầy, mà nó biết Phật Pháp cũng mừng dữ lắm. Lúc nãy mình có thấy cái niềm ân cuối đó, là mẹ già 100 tuổi còn lo cho con 80. Cho nên đứa con mà không làm cho cha mẹ buồn đó, đó chính là cái hiếu. Cho nên những người con, ai còn cha còn mẹ trên đời này thì chúng ta phải nên vui. Bởi vì vui thay chúng ta phải nên hiếu kính mẹ, vui thay để hiếu kính cha. Đó là cơ hội để chúng ta vun bồi phước báo cho bản thân mình, để làm cái tiền đề, để làm tấm gương, để làm một cái nhân tốt. Sau này chúng ta lập gia đình, chúng ta sẽ có một cuộc sống ổn định, chúng ta sẽ có được một gia đình lúc nào cũng có con cái hiếu thảo với bản thân của mình. Trước khi dứt lời, thay mặt cho chư Tôn Đức Tăng Chứng Minh, xin nạp thọ phẩm vật cúng dường từ phía quý Phật tử, nguyện cầu hồng ân Tam Bảo luôn gia hộ cho quý Phật tử và cha mẹ hiện tiền luôn được tăng đức, tăng phúc, tăng thọ. Xin nguyện hồng ân Tam Bảo luôn gia hộ cho gia quyến của quý Phật tử, ông bà cha mẹ quá vạn sẽ được siêu sanh về miền tịnh độ. Nam mô A Di Đà Phật. Trên chư Tôn Đức đã từ bi nạp thọ cho rồi, lại ban cho chúng con những dòng pháp nhũ quý báu từ hòa. Hàng Phật tử chúng con xin y giáo phụng hành và thành tâm đảnh lễ cúng dường tam bái.